Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin người rằng, Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp, thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng, lạy ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp, không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: "Thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bây giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa thưa anh chị em trích đoạn tin mừng theo thánh mắt thêu cho chúng ta hai suy nghĩ căn bản này suy nghĩ đầu tiên đó là tin mừng cho chúng ta thấy có một người mẹ có đứa con gái bị quỷ ám thưa anh chị em niềm tin vào ma quỷ là một niềm tin phổ quát không chỉ dừng lại vào thời Chúa Giêsu nhưng còn là một niềm tin hôm nay vẫn còn. Niềm tin này khiến người ta nhận ra một thực tại của sự giữ thực tại đó đang có khả năng chi phối và điều khiển con người. Ma quỷ không chỉ gây ra đau khổ cho con gái của người mẹ được nói đến đến trong tin mừng mà còn gây bao nhiêu đau khổ cho con gái của bà và cho chính cả người mẹ nữa chúng ta đều biết chúng ta sống là có sự liên đới với nhau trong niềm vui và trong cả nỗi buồn về niềm vui niềm vui chia sẻ niềm vui nhân đôi còn về nỗi buồn cũng thế tai họa của đứa con là nỗi đau khổ của người mẹ đã hẳn chứng kiến cảnh con gái mình bị ma quỷ ám người mẹ này đã tìm mọi phương cách để cứu con mình việt nam mình nói có bệnh thì vái tứ phương hẳn người mẹ này cũng đã đi tìm thầy tìm thuốc để chữa cho con gái của mình nơi bà. Bà có một tình yêu đích thật, một tình yêu không cho phép bà đứng yên, một tình yêu không cho phép bà khoanh tay thụ động, nhưng khiến bà đi tìm thầy, tìm thuốc để chữa cho con gái mình. Chúng ta nên nhớ rằng, Người đàn bà Canaan này dưới cái nhìn của người Do Thái thời ấy Bà là một người dân ngoại, bà không phải là người Do Thái, tức là không thuộc về dân được Chúa chọn. Bà ý thức mình là người ngoại, bà không mặc cảm và cũng không ghen tị với người khác. Bà ý thức tình trạng của mình nên bà chỉ biết kêu xin với Chúa rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Chúng ta có thể thấy tiếng kêu của bà tha thiết lắm, ra diết lắm. Chúng ta cứ thử hình dung một cảnh tượng này. Người mẹ đau khổ vì con đang đi theo một nhóm người. Nhóm người ấy, người mẹ ấy vừa đi vừa kêu, lại ngài xin rủ lòng thương tôi. Ta có thể nói đây là một cuộc chiến của sự kiên trì. Bà kiên trì kêu xin Bà kiên trì Bởi vì tình yêu bà dành cho con gái của mình Quá lớn nào Hơn nữa Trong cảm nhận của tình yêu Bà xác tín rằng Chỉ có một mình Chúa Giêsu Mới có khả năng Chữa cho con gái bà Khỏi bị quỷ ám mà thôi Bà xác tín Bởi vì Cảm nhận đức tin cảm nhận tình yêu cho bà thấy rằng sau khi đã tìm thầy tìm thuốc đã gặp gỡ nhiều thầy nhiều người mà con gái của bà chưa được khỏi bệnh. Cho nên khi gặp Chúa Giêsu, bà xác tín chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể chữa cho con gái của bà khỏi bị quỷ ám. Như vậy, thưa anh chị em, hình ảnh của người mẹ đau khổ khi thấy con của mình bị quỷ ám. Bà đã không đứng yên, bà đã không thụ động, nhưng bà đã đến với Chúa Giêsu với một thái độ khiêm nhường bái lại để xin Chúa Giêsu cứu chữa con bà. Từ đó chúng ta bước vào cái ý tưởng thứ hai, đó là Chúa Giêsu khen ngợi lòng tin của bà. Như chúng ta cũng đã trình bày, sự kiên trì của người mẹ, bà xác tín rằng chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể chữa con gái của bà. Dù trong cuộc chiến kiên trì của tình yêu này, bà nhận được những lời không hề dễ nghe. Bà nghe được những lời của Chúa Giêsu rằng không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ cho con. Ở điểm này, ta thấy tình yêu đích thật đó là một tình yêu phải có khả năng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Bà yêu thương con gái của bà nên bà chấp nhận mọi khó khăn thử thách chúng ta cũng có thể nói thử thách chính là môi sinh để thanh lọc tình yêu một tình yêu không gặp thử thách thì không nhận ra giá trị thật của tình yêu hay nói cách khác tình yêu không có thử thách thì có thể nói không phải là một tình yêu đích thật hay chưa phải là một tình yêu đích thật trong câu chuyện tin mừng. Tình yêu đích thật của người mẹ dành cho người con cho chúng ta thấy càng gặp thử thách bà càng chứng tỏ niềm tin của bà vào Chúa Giêsu. Bà nói: "Thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Rõ ràng bà đã vượt qua thử thách vượt qua nhờ tình yêu đích thật bà dành cho con gái của mình. Trước sự chứng kiên trì và trước thái độ tôn thờ đầy tín thác của bà qua thái độ bái lạy bà bái lạy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói với bà, "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy." Và sau cùng Tác giả tin mừng kết luận Từ giờ đó Con gái bà được khỏi bệnh Rõ ràng sự kiên trì Đầy sắc tín của người mẹ Đã được chứng tỏ Được chứng tỏ Bằng một thái độ khiêm nhường Thẩm sâu của bà Một thái độ khiêm nhường Đặt để tín thác vào Chúa Giêsu đã làm cho con gái của bà được thoát khỏi sự giữ, thoát khỏi ma quỷ. Ta thấy rõ đức tin của người mẹ đã cứu được người con. Đức tin của người này ảnh hưởng trên người khác. Và như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của người mẹ vào Chúa Giêsu đã cứu chữa con gái của bà. Đây là một kinh nghiệm của lòng tin và đó cũng là một thách đố của chúng ta hôm nay. Chúng ta có tin rằng lòng tin của chúng ta đầy tín thác vào Chúa Giêsu có khả năng cứu chữa người khác khỏi bệnh tật về thể xác cũng như bệnh tật về tâm hồn hay không và điều đó khiến cho chúng ta suy nghĩ đức tin không dừng lại ở một chiều thẳng đứng giữa cá nhân mỗi chúng ta với chúa mà thôi mà đức tin còn là một sự liên hệ với người khác đức tin có khả năng cứu chữa người khác Trích đoạn tin mừng hôm nay khiến chúng ta suy niệm về suy niệm và sống cái chân lý đức tin của ta có khả năng cứu chữa người khác. Rõ ràng đức tin của người mẹ vào Chúa Giêsu đã làm cho con gái của bà được cứu chữa. Thưa anh chị em, thực tại về sự giữ về ma quỷ vẫn đang hoạt động trong thế giới chúng ta chúng ta không nhìn thấy ma quỷ nhưng rõ ràng chúng ta đang thấy hậu quả do những hoạt động của ma quỷ gây ra có biết bao nhiêu người mẹ cũng đang đau khổ vì con của mình con của mình đang đi vào trong những đam mê bất chính đam mê hút sách đam mê dục vọng họ đã bị dẫn vào trong những vùng tối mà không thể thoát ra hôm nay chúng ta vẫn nghe biết bao nhiêu câu chuyện về những người mẹ đau khổ vì con hôm nay cũng có biết bao nhiêu đứa con đang bị thế lực của sự giữ, thế lực của ma quỷ chi phối và lôi kéo. Mà hoạt động của ma quỷ thì thật là tinh vi. Hậu quả do ma quỷ xúi dục thì quá khôn lường. Lời của Chúa hôm nay khiến chúng ta ý thức. Chúng ta được mời gọi bắt trước lòng tin tưởng đầy kiên trì của người mẹ, người phụ nữ Canaan để chúng ta đặt cho niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu bằng một thái độ khiêm nhường như người phụ nữ Canaan. Bà đã bái lạy Chúa Giêsu và bà kêu xin đầy tín thác đầy tin tưởng vào Chúa Giêsu. Xin cho mỗi chúng ta hôm nay biết noi gương người phụ nữ này để chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu trong một thái độ khiêm nhường, một thái độ tin thác. Xin cho chúng ta ý thức được rằng lòng tin của chúng ta đặt để trọn vẹn vào Chúa Giêsu có khả năng chữa lành được người khác có khả năng đưa người khác về con đường của sự sống con đường của ánh sáng thưa anh chị em trong cơn đại dịch mà cả thế giới chúng ta đang phải hứng chịu có biết bao nhiêu người đang gặp đau khổ đang ở trong một tình trạng cần đến những lời cầu nguyện, cần đến sự chữa lành của Chúa Giêsu. Chúng ta hôm nay được mời gọi cầu nguyện cho họ, được mời gọi nhớ đến họ trong lời cầu nguyện của chúng ta để xin quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu chữa lành họ, giải thoát họ khỏi bệnh tật thể xác cũng như khỏi những tâm tối của ma quỷ. Xin cho chúng ta một lòng kiên trì kêu xin Chúa Giêsu và lạy Chúa Giêsu xin cứu chữa những người khổ đau và xin nhậm lời chúng con. Amen.